Chào mọi người, mình là Trung, bên kênh Cần Câu Nhật Bản. Mọi người, hôm nay lại tiếp tục quay cần câu. Đấy, hôm nay quay số cần này. Đây, đầu tiên là cái cần này, đây hiệu Ebisu, nội địa Nhật nha mọi người. Cái này rất là mới, ngoại hình của nó cũng trên 90%, chất liệu là phíp nha mọi người. Đây này, fan của nó như thế này, nó kiểu cần tay tự máy Ikada rồi đấy, nó kiểu đây. Hai lóng, ba lóng, fan đầy đủ nha mọi người. Bốn lóng, năm lóng tất cả, năm lóng tất cả, fan viết đầy đủ, còn xài ok. Đấy, đọt này. Bát FS5. Cần này dài 3m9, thu vào 88cm, đọt là 0,9 ly, cân nặng là 180g. Cây này cây số 1. Số 1. Cây này bán 190.000. 190.000. Thông báo với mọi người là video này bán giá lỗ luôn nha mọi người, nhanh và luôn đấy, rất mới và đẹp. Tiếp theo là một cái cần Shimano, chất liệu là phíp, ngoại hình của cái cần này khoảng 90%, bát Fuji đấy, fan, coi cái dàn fan của nó, đầu bu này, fan, thằng fan ok luôn nha mọi người. Đấy, nó có hai đoạn thôi, nó có hai lóng thôi nha mọi người. Đấy. Cái cần này dài 2m1, thu vào là 1m13, đọt là 1,7 ly, cân nặng là 200g. Đây này cái số 2. Rồi. Đây là bán 170.000. Số 2, 170.000. Số 3. Đây. Số 3 cây cần này cũng nội địa Nhật nha mọi người. Đây, toàn chỉ Nhật không ạ. Chất liệu là phíp. Ngoại hình của cây cần này cũng trên 90%. Đấy. Này. Đọt của nó đây. Đừng coi cái dàn phan của nó. À, cái đọt của nó bị gãy chỗ này nha mọi người. Người ta nối chỗ này nè, người ta đút cái ống và người ta nối chỗ này. Nhưng mọi người về có thể là thay đọt đi nhé. Đấy, còn mình đây mình vẫn uống cho mọi người xem. Đấy. Đấy nhá. Ok. Người ta đã nối rồi. Nhưng mà mọi người về không thích thì mọi người có thể thay đọt đi, tùy mọi người. Đấy. Con này thì nó chỉ bị một chỗ đấy thôi. Còn fan viết còn ok, còn rất là mới. Đấy. Fan viết còn ok, còn rất là mới. Để có máy lóng như 1, 2, 3, 4, 5 lóng tất cả nha mọi người, 5 lóng. Đây. Cái cần này, Bass Fuji FS6 này. Cần này dài 3m7, thu vào 92cm, đọt là 0,7 ly, cân nặng là 220g. Cái này cây số 3. Số 3. 150.000. Số 3 150.000 nha mọi người. Số 4. Đây, tiếp tục một cây cần Ebisu. Ebisu chú quay. Cây cần Ebisu nội địa Nhật nha mọi người. Chất liệu là phíp. Ngoại hình của cây cần này khoảng 95%. Đây. Cái đọt nó bị gãi một tí đọt chỗ này đó mọi người, nên nó mất cái đầu bu rồi. Mọi người về tự thay cái đầu bu vào. Đấy. Một lóng. Hai lóng. Ba lóng. Bốn lóng. Năm lóng. Đây.
vì mất cái đoạn xí đoạn đầu bu đó thôi, nhưng mà còn lại fan còn ok, mấy cái fan còn ok hết. Này bát FS5, cái cần này dài 4 m, thu vào 87 cm, đọt 1 ly, cân nặng 140 g. Cây này cây số 4, 140.000. Số 4 140.000 nha mọi người. Tiếp theo số 5 là một cây cần rồi, mắc tem rồi. Chất liệu là phíp. Ngoại hình của cây cần này khoảng 85%, 80 đến 85%. Đây, đọt của nó đây. Đọt của nó bị gãy một tí nha mọi người, cũng bị gãy một đoạn ở chỗ này. Đấy, gãy khoảng có độ 10-15 phân đấy. Đấy. Chỗ này vẫn còn mấy cái phang nhá. Vẫn còn mấy cái phang. Ok, phang đây. Này, nó hơi bị tục nhựa đó xí, về nhỏ keo giữ lại. Còn mấy cái phang thử. Đây. Còn mấy cái phang còn lại ok nha mọi người. 1 lóng, 2 lóng, 3 lóng, 4 lóng. Bát S5. Cần này dài 28, thu vào là 86 cm, đọt là 1,2 ly, cân nặng là 180 g. Cây này cây số 5. Số 5. Cây này bán 100. Số 5 100 nha mọi người. Đây. Số 6 là một cây cần đai qua. Chất liệu là phíp, ngoại hình của cái cần này khoảng cỡ 90% trở lên. Đây, đầu của nó, đầu bu. Ok. Rồi, nó bị mắc hai cái fan, chỗ cái lóng thứ hai và thứ ba, hai cái fan đấy thôi. Hai cái fan như cái sợi kẽm này thì mình về mình cọc được nha mọi người, về cọc được. Còn cái lóng thứ tư này thì nó bị đứt cái fan luôn. Đấy, ba cái fan bị lỗi. Rồi. Về cọc lại nhanh lên luôn nhá. 1 lóng, 2 lóng, 3 lóng, 4 lóng, 5 lóng, 6 lóng luôn ta. 1 2 3 4 5 6 lóng, 6 lóng tất cả nha mọi người. Bát Fuji FS6. Cây cần này dài 4,4 m, thu vào 93 cm, đọt là 1 ly, cân nặng là 280 g. Cây này cây số 6. Số 6. Đây, cái này bán 190. Số 6 190. Số 7 là một cây cần Ryobi. Chất liệu là phíp, ngoại hình của cái cần này 95% trở lên. Đấy. Cái đọt nó bị gãy một đoạn rồi nha mọi người, gãy một đoạn đọt rồi. Đấy. Còn lại mấy cái fan thì mình thấy còn ok. Đây. Mấy cái fan thấy còn ok đó. 1 lóng. 2 lóng. 3 lóng nha mọi người, 3 lóng. 3 lóng tất cả. Bát Fuji FX5. Cần này dài 2,8 m, thu vào là 1,03 m, đọt là 0,7 ly, cân nặng là 140 g. Cây này cây số 7. Số 7. 120.000. Số 8. Cần hiệu gì đó cũng mắc. Đây, có cái chữ gì của bọn Nhật không kì. Cần nội địa Nhật nha mọi người. Chất liệu là phíp. Ngoại hình của cái cần này khoảng 85% trở lên. Đây, đọt của nó. Đấy. Đọt thì chắc chắn là bằng sợi thủy tinh nè. 1. Đây. Mấy cái fan mình thấy còn ok nha mọi người. Đây, fan còn ok. 1, 2, 3 lóng, 4 lóng, 5 lóng, 5 lóng tất cả, fan còn ok.
bát Fuji FX5. Cần này dài 3m8, thu vào 95cm, đọt là 0,8 ly, cân nặng 140g. Cây này cây số 8, 130.000. Số 9 là một cây cần Shimano, chất liệu là fib, ngoại hình của cây cần này khoảng 90%. Đó là dàn phan này, dàn phan thì bị bể vỡ rồi mắc đá rồi tùm lum. Đấy, mọi người về sửa được cái gì sửa, không có gì thay đi nhá. Đấy, đọt này. Một lóng, hai lóng, ba, bốn, năm, sáu, bảy lóng nha mọi người. Bát FX7. Cái cần này dài 5m9, thu vào là 1m, đọt là 1,7 ly, cân nặng 520g. Này cái số 9. Đây là bán 200. Số 9 200 nha mọi người. Số 10 là một cây cần Kinten, chất liệu là fib, ngoại hình của cây cần này khoảng gỡ 85% trở lên nha mọi người. Đấy, dàn phan kim loại, về đánh là xài ok. Đây, đọt. Một lóng, hai lóng, ba lóng, bốn lóng, năm lóng. Này, lóng cuối này này. Lóng cuối này nó bị mòn một tí chỗ này nha mọi người, bị mòn một tí chỗ này. Mọi người về gỡ cái phiên sắt đại lên đây dán lại, nó bị mòn một tí chỗ này, không sao hết nha, bị mòn thôi nha mọi người. Đó, bị mòn chứ không phải bị nứt bể gì đâu. Đấy, bị mài mòn, người ta kê vào nên nó mài mòn thôi. Bát vặn này, kim loại nhé. Cái cần này dài 4m3, thu vào là 1m03, đọt là 2 ly, cân nặng là 310g. Cái này cây số 10. Số 10. Cái này bán 120.000. Số 10 120.000. Số 11. Cái cần đầu địa Nhật Tanco, chất liệu là fib, ngoại hình của cái cần này khoảng cỡ 90% trở lên. Đọt của nó đây. Đọt của nó rất là đã nha mọi người, mảnh dẻ. Một lóng, hai lóng, dàn phan còn ok. Ba lóng, bốn lóng nha mọi người. Đấy, cái phan nhỏ nhỏ này, cái phan nhỏ nhỏ kiểu giống như Ikeda đó. Cần tay trợ máy rồi gì đấy. Bát FS5. Cần này dài 2m9, thu vào là 84cm, đọt là 0,7 ly, cân nặng 120g. Cây này cây số 11. Này, 130.000. Số 12 là một cây cần đây. Mắc tem rồi. Chất liệu là fib nha mọi người. Chất liệu là fib. Ngoại hình của cây cần này á, ngoại hình của cây cần này 95% trở lên. Đấy, bát Fuji này. Phan này. Phan nhựa nhá. Có hai cái bị nứt này, về dán lại này, cái này về xài bình thường nha mọi người. Đầu bu Fuji này. Đầu bu Fuji nha mọi người. Đấy. Một lóng, hai lóng, ba lóng nhé.
nắp xù của nó. Nắp xù của nó đang lỏng lỏng nha mọi người. Về dán keo lại. Về dán keo lại nhé. Cái này cây số mười mấy ta? Mười hai. À, cái này dài 24, thu vào 92 cm, đọt là 2,4 ly, cân nặng là 180 gram. Cái này cây số 12. Nha. 130.000. Nha, 130.000 nha mọi người. Số 13, một cái cần Olympic. Olympic. Chất liệu là fib. Ngoại hình của cái cần này khoảng 90% trở lên. Đây, dàn phan của nó có hai cái này nứt nè. Thì mọi người về dán keo vào là sử dụng được thôi nhé. Này. Đầu bu Fuji. 1 lóng, 2 lóng, 3 lóng nha mọi người. 3 lóng thôi. Bát nhựa vặn này. Cần này dài 2,4 m, thu vào 88 cm, đọt là 2 ly, cân nặng 180 gram. Cây này cây số 13. 100.000. Mười bốn, lại tiếp tục một cái cần Olympic, chất liệu là fib. Ngoại hình của cái cần này khoảng 90% trở lên. Đấy. Dàn phan của nó vì bể rớt đá. Đây, cái này còn mà nứt. Đây, còn mà nứt. Đấy, về mọi người tùy mọi người xử. Quay nguyên trạng đấy cho mọi người. Đây. Đột. Khá là cứng cáp nha mọi người. Một lóng, hai lóng, ba lóng, bốn lóng nha mọi người. Bát Fuji FX7. Cái cần này dài 4 m, thu vào là 1,1 m, đọt là 2,9 ly, cân nặng là 340 gram. Cây này cây số 14. 14. 140.000. 14, 140.000. Tiếp theo, số 15 là cái cần này, nội địa Nhật nha mọi người. Chữ nó mờ quá rồi. Chất liệu là fib, ngoại hình của cái cần này khoảng 90-95%. Đấy, còn cái dàn phan mọi người đấy, thấy đó, người ta cũng có dán keo rồi, nhưng mà người ta dán không được thẩm mỹ cho lắm. Đấy, ok. Đọt của nó đây. Một lóng, hai lóng, 3 4 5 6, 6 lóng nha mọi người. Cần này chất liệu fib nhé. Đây, bát FX6. Cái cần này dài 5,2 m, thu vào 99 cm, đọt là 1,6 ly, cân nặng 340 gram. Cái này cái số 15. 15. Cái cần này bán 160.000. Tiếp theo số 16 là cái cần này. Đây. Everyfire 2014, cái này sản xuất 2014 rồi. Đây. Con này chắc China xuất Nhật nha mọi người. Chất liệu là fib. Hình của cái cần này khoảng 90% trở lên. Dàn phan của nó đây, đá điếc còn ok. Đấy, còn đá hơi bị dỉ đi về đánh ra dỉ này thôi. Ok. Này, rằng. Này nhìn khó phân biệt carbon fib vậy. 1 2 3 4 4 lóng nha mọi người. Cần này dài 3,6 m, thu vào là
1m06, đọt là 2 ly, cân nặng là 210g. Cái này cây số 16. 16. 170.000. Rồi. Cây số 17. Này. 17 này cái cần đai qua nha mọi người. Cái cần này đai qua. Cái đế này thì chỉ có đai qua mới có thôi. Đấy. Mắc tem rồi nhưng mà chắc chắn cây này là đai qua. Chất liệu là phíp, ngoại hình của cây cần này khoảng đây. Thì cái nước sơn của nó thì khoảng 90% trở lên rồi. Này. Phan kim loại nhá. Ok. Đọt này. Màu đọt này nhìn như carbon ta. Cái đọt này nhìn cái này nhìn giống carbon lắm nha mọi người. Đấy. Hình như cái này có carbon nhưng mà nó ít hay sao. Tỷ lệ carbon nó thấp. Không cao như cái cây mấy cây 90-99% carbon. Một lóng. Hai. À nó hư mất một cái phang chỗ này nè. 2 3 4 5 6 6 lóng tất cả. Hư một cái phang. Cần đai qua nha mọi người. Bát FS6 này. Cái cần này dài 4m4, thu vào là 90cm. Đọt là 0,7 ly, cân nặng là 260g. Cái này cây số 17. 17. 150.000. Tiếp theo. Số 18 là cái cần Olympic. Chất liệu là phíp. Ngoại hình của cái cần này khoảng 90%. Đấy. Dàn phan này. Đó, phan. Còn ok, còn đá ok nha mọi người. Đây. Chỗ này nó bị hơi bị khô vụn mọi người, về nhỏ keo cho nó cứng lại là ok à. Nó hơi khô vụn nhưng mà phan như thế này còn ok nha mọi người. Đá được còn nguyên này, còn ok này. Đó. Về nhỏ xí keo cho nó cứng cái xu lại thôi. Đọt của nó đây. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 lóng tất cả. Bát xịn nhỉ, Fuji, FS6. Đấy. Cần này dài 5m, thu vào 85cm, đọt là 1,2 ly, cân nặng là 300g. Cây này cây số 18. 200. Tiếp theo là cây cần số 19. Cây cần đai qua nha mọi người. Số 19 cần đai qua. Đấy, đai qua này. Đấy, cần đai qua. Chất liệu là phíp nha mọi người. Ngoại hình của cái cần này khoảng 85-90% trở lên. Đấy, mọi người thấy cái đế của thằng đai qua, nhìn là biết ngay. Đấy, dàn phan của nó. Thì khúc dưới này còn ok, phía trên này thấy phan nó bị dập này. Đấy, phan nó bị dập nha. Phan với đầu bu nó bị dập về thay đi. Cái này đơn giản mà. Đây, còn đọt của nó rất là mảnh, cao cảm giác. Một lóng. Hai. Ba. 4 5 6 7 lóng nha mọi người. 7 lóng. Bát FS6. Cần này dài 5m3, thu vào 88cm. Đọt là 0,85 ly, cân nặng 260g. Cái này cây số 19. 19. Đây, 130.000.
số 20. Đây là cây cần hiệu gì cũng mắc tay mà chất liệu là phíp nha mọi người. Ngoại hình của cây cần này khoảng 80%. Đây độc thủy tinh. Ok, mấy cái fan cho mọi người coi này. Đấy, cái độc này chắc người ta cũng thay cái độc này rồi nha mọi người. Fan này thì còn mình thấy còn ok, có chỗ này cuối này thì nó hơi bị bung tróc, mọi người về dán keo vào cho nó kỹ nhé, chỗ này đứt này. Đấy, một lóng, hai lóng, à cái lóng chỗ này hình như có vẻ cũng bị nứt hay gì đó, người ta quấn cước rồi, người ta quấn cước gia cố rồi mọi người. À, cái lóng thứ hai ba, đấy ba lóng tất cả. Này dưới này như người ta cũng nối lóng này nhưng mà rất là vững chắc nha mọi người, chắc lắm. Đấy, cần này á bát Fuji FS6, cần dài 2,5 mét, thu vào là 1m19, độc là 1,2 ly, cân nặng 160 gram. Cây này cây số 20 90.000. Rồi, cảm ơn mọi người đã dành thời gian theo dõi video này của mình. Mọi người mua hàng thì liên hệ số điện thoại bán hàng giúp mình là 0786 555599. Mình ở Đà Nẵng nha mọi người. À, mọi người mua đồ cao thì mình cũng nhắc đi nhắc lại là mình sẽ ship code, mà đơn hàng phải từ 200.000 trở lên thì mình mới ship. Và một vấn đề nữa là trước khi mọi người nhận hàng thì mọi người phải mở hàng ra kiểm tra cẩn thận xem có bị sai sót gì so với trên video không nha mọi người. Và một cái nữa là xem nó có bị bể vỡ nứt gãy gì không. Đấy, do quá trình vận chuyển hay không thì phải báo mình giải quyết ngay lúc đó nha mọi người. Còn mình sẽ không giải quyết những trường hợp mà đã nhận hàng thành công, hệ thống nó báo thành công rồi mới bắt đầu báo mình nha. Rồi, cảm ơn mọi người rất nhiều.